Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay Tiếp theo đây là phần tin thế giới Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ Bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến Số điện thoại 714-418-9788 Hoặc vào trang mạng tiệm yến.com Với các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo nhụy Hoa Nghệ Tây Saffron Tin từ Paris cho biết là Pháp hiện nay đang bùng phát những cuộc biểu tình vì luật tăng tuổi hưu. Nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn đã nổ ra ở nước Pháp ngay sau khi chính phủ của tổng thống Emmanuel Macron đã vượt quyền của quốc hội và phê chuẩn luật tăng tuổi hưu. Hàng ngàn người Pháp đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô Paris dưới sự giám sát của cảnh sát chống bạo động khi Hạ viện đã thảo luận về dự luật cải cách hưu trí đã được Thượng viện thông qua trước đó. Tuy nhiên, khi mà họ biết tin là Tổng thống Macron đã dùng quyền đặc biệt trong hiến pháp để thông qua luật tăng tuổi hưu từ 62 lên 64 mà không cần phải phê chuẩn của Hạ viện, thì đám đông đã bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ. Những người biểu tình đã tập trung tại Tại trung tâm quảng trường Concord ở Paris, cảnh sát phải dùng tới hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích sau khi hành vi đốt phá xảy ra, khoảng 120 người biểu tình đã bị bắt giữ về những cáo buộc phá hoại. Phóng viên của thông tấn xã AFP cho hay, ngay cả sau khi đám đông biểu tình bị giải tán, một số người vẫn tới phóng hỏa và đập phá các cửa hàng ở những khu phố lân cận. Tại thành phố Marseille, một thành phố lớn thứ hai ở Pháp, một số cửa hàng đã bị cướp bóc trong lúc xảy ra biểu tình hỗn loạn Tại các thành phố khác như Nantes, Rennes và Lyon đã đụng xảy ra những cuộc đụng độ giữa đám đông biểu tình và lực lượng an ninh. Nhiều công đoàn của Pháp đã kêu gọi đình công và biểu tình hàng loạt và chỉ trích động thái phê chuẩn luật tăng tuổi hưu của chính phủ ông Macron là một hành động phủ nhận nền dân chủ. Trước đó thì các công đoàn của Pháp đã tổ chức nhiều cuộc đình công để phản đối dự luật này, ảnh hưởng tới nhiều dịch vụ công cộng và hoạt động đường sắt bến cảng và trường học. Cuộc đình công của các nhân viên vệ sinh môi trường ở Pháp cũng đã khiến cho 7.000 tấn rác không được dọn dẹp và chất đống trên các đường phố. Luật nâng tuổi hưu mới được thông qua, còn yêu cầu người lao động Pháp phải làm việc ít nhất là 43 năm để nhận đủ lương hưu. Khi được công bố vào năm ngoái, thì dự lập này đã vấp phải sự phản đối từ công chúng với nhiều cuộc biểu tình và đình công đã xảy ra từ tháng 1 và cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ tại Hạ viện. Các cuộc thăm dò chỉ ra là 2 phần 3 dân Pháp đã phản đối đạo luật này. Tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là mưa lũ càn quét sau thảm họa động đất Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 17 tháng 3 cho biết là Bộ trưởng Nội vụ của thổ nhĩ kỳ ông Suleyman Soylu cho biết là các đội cứu hộ đang tìm kiếm năm người bị mất tích ở ba nơi sau khi lũ quét đã biến đường xá ở các tỉnh như Adiyaman và Senlufa thành một con sông cuốn trôi xe cộ, gây ngập lụt nhà cửa và khu lán trại dành cho các nạn nhân động đất. Tại khu vực Adiyaman, hai người đã bị chết đuối sau khi nước lũ dâng cao cuốn trôi những căn nhà container được dùng làm nơi trú ẩn cho một gia đình sống sót sau trận động đất. Có ít nhất là 12 người thiệt mạng ở tỉnh Sanlufa, trong đó có 5 người Syria được tìm thấy trong căn hộ ở tầng hầm bị ngập nước, hai người khác được tìm thấy trong chiếc xe tải bị mắc kẹt ở đường hầm. Hình ảnh từ Sanlufa vào ngày 15 tháng 3 cho thấy nước lũ dâng cao dọc theo con phố cuốn trôi một loạt các xe hơi. Lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng để giải cứu một nạn nhân từ đường hầm ngập nước. Ở chỗ khác thì một người được kéo ra khỏi dòng nước lũ nhờ vào những người dân nối những cái giải ga giường để thả xuống từ cửa sổ tòa nhà. Một cư dân là ông Malik Zidirim kể lại sau khi được di tản ra khỏi con phố ngập lụt ở San Lufa. Ông nói khi tôi tỉnh dậy thì nhà tôi ngập nước, tình hình thật là khốn khổ chúng tôi thậm chí quên luôn về chuyện động đất vừa qua chúng tôi quên đi mọi thứ đồ gia dụng thậm chí cả xe hơi cũng bị chìm trong làn nước lạy chúa đừng để chúng tôi trải qua cảnh này một lần nữa một số người đã được di tản ra khỏi khu lều trại dành cho nạn nhân động đất bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện cũng đã được đưa đi di tản lũ lụt càng gây thêm khó khăn cho cuộc sống của người dân và công việc cứu hộ tại hai tỉnh vốn đã bị tàn phá nặng nề trong thảm họa động đất vào đầu tháng trước Quốc hội của New Zealand cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị công vụ là bản tin tiếp nối. Tổng thức xã Reuters đưa tin cho biết là New Zealand đã trở thành một quốc gia mới nhất bày tỏ về những lo ngại về an ninh liên quan tới ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng TikTok của Trung Quốc. Trong ngày 17 tới tháng 3, ông Rafael Gonzalez Montero là một thành viên cao cấp tại Quốc hội của New Zealand thông báo Kể từ cuối tháng 3, TikTok sẽ bị cấm trên tất cả các thiết bị có quyền truy cập vào mạng quốc hội của New Zealand. Ông Montero giải thích là quyết định nói trên đã được đưa ra sau khi quốc gia này nhận được lời khuyên từ các chuyên gia an ninh mạng và có các cuộc thảo luận trong chính phủ cũng như là các quốc gia khác. Trước đó một ngày, thì nước Anh cũng đã thông báo là cấm ứng dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ và có hiệu lực ngay lập tức. Trong khi đó, thì các cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ có thời hạn đến cuối tháng 3 để xóa ứng dụng này ra khỏi các thiết bị chính thức. Hoa Kỳ và các đồng minh ngày càng mạnh tay với TikTok, một lý do là lo ngại về bảo mật dữ liệu và an ninh quốc phòng. Nhưng Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ chỉ đang vượn cớ để chèn ép công nghệ của họ. Quốc hội của Hoa Kỳ Tòa Bạch Ốc và các lực lượng vũ trang cũng hơn một nửa số tiểu bang của Mỹ cũng đã cấm ứng dụng TikTok vì lo ngại khả năng của công ty Biden và công ty mẹ của TikTok sẽ cung cấp dữ liệu của người dùng như là lịch sử duyệt phép và vị trí cho chính phủ của Trung Quốc hoặc là thúc đẩy tuyên truyền cũng như là các thông tin sai lệch có lợi cho Bắc Kinh. Năm 2017, thì Trung Quốc thực thi một luật mới yêu cầu tất cả các công ty phải cung cấp cho chính phủ Trung Quốc bất cứ những dữ liệu cá nhân nào liên quan tới an ninh quốc gia. Hiện nay không có bằng chứng nào cho thấy công ty ByteDance đã chuyển các dữ liệu như vậy cho chính quyền, nhưng phương Tây vẫn lo ngại vì TikTok đang nắm giữ một lượng lớn dữ liệu của người dùng. Tin từ London cho biết là cảnh sát của nước Anh cưỡi ngựa truy đuổi người vi phạm giao thông. Theo thông tin trên tờ báo, The Warden đã dẫn video được đội cảnh sát giao thông mang tên Yvonne and Somerset đăng trên trang Twitter cho thấy là hai sĩ quan cưỡi ngựa truy đuổi một chiếc xe bầu bạc sau khi phát hiện ra tài xế sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe trong một chiến dịch cố gắng giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong một video tải từ tài khoản Twitter AS Police Road Policing, có thể thấy hai cảnh sát cưỡi ngựa đuổi theo và chặn người lái xe màu bạc trên một con đường ở Eastridge, Taunton. Khi người lái xe dừng lại thì một trong những sĩ quan đã nói chuyện và nhắc lại luật. Dòng chữ tài xế sẽ phải đối mặt với 6 điểm phạt và số tiền phạt là 200 bảng Anh nếu như bị phát hiện sử dụng điện thoại đã được đăng kèm cùng với lại video. Nếu một tài xế bị ghi trên 6 điểm phạt trong vòng 2 năm sau khi được cấp giấy phép lái xe, thì người đó sẽ bị thu hồi giấy phép. Cảnh sát cho hay là người đàn ông này đã lập bị lập biên bản vi phạm giao thông và sẽ bị phạt 200 bảng Anh cùng với 6 điểm phạt trên giấy phép. Họ cho biết là đoạn video được quay vào ngày 7 tới tháng 3. Lực lượng báo cáo đã có hơn 4.500 vụ va chạm gây tử vong hoặc là gây thương tích trên con đường Avon và Somerset Kể từ đầu năm 2021 cho đến nay, kể từ tháng 3 năm nay, việc sử dụng điện thoại di động cầm tay hoặc là máy tính bảng hay là bất kỳ một thiết bị nào có thể gửi hoặc là nhận dữ liệu lúc đang lái xe sẽ là một hành vi bất hợp pháp tại nước Anh cảnh sát cưỡi ngựa đã được triển khai trên khắp nước Anh để giảm số lượng người sử dụng điện thoại khi đang cầm tay lái. Cảnh sát Avon and Somerset tham gia vào hoạt động thực thi do Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia lãnh đạo trong 3 tuần sắp tới đây. Bất kỳ ai bắt gặp có thể bị phạt tới 1.000 bản Anh cũng như là bị ghi 6 điểm phạt trên giấy phép hoặc là bị cấm lái xe hoàn toàn. Sau có bản tin từ Pakistan cho biết là một vụ chập điện gây cháy nhà khiến cho ít nhất 10 người bị thiệt mạng. Trong ngày 17 tới tháng 3, giới chức của Pakistan cho hay là có ít nhất 10 người đã bị thiệt mạng, ba người khác bị thương sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn ở một ngôi nhà tại huyện Kohishan à, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc vùng Tây Bắc. Ông Faman Ali, một viên chức tại cơ quan cứu hộ khẩn cấp của huyện Kohisan cho hay ngọn lửa đã bùng phát vì chập điện tại một ngôi nhà trong khu vực của Patan. Hỏa hoạn đã làm sập mái nhà khiến cho các thành viên của gia đình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong số các nạn nhân có phụ nữ và trẻ em, theo viên chức cho biết, Ngọn lửa đã lan ra và thiêu dụi một trang trại ở gần đó, làm chết khoảng từ 8 cho đến 10 con bò lực lượng cứu hộ và xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị cảnh sát cho hay là công việc tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra với sự tham gia của người dân địa phương vì có thể là còn một người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra để làm rõ hơn